Video này tôi nói về cái vụ số liệu về bệnh tật tử vong nhé. Hôm trước là Nguyệt có kia gửi cho một cái bản, tức là đã nhập được một số tỉnh nhưng mà thấy còn ít quá nhé. Thứ nhất là về cái phần kiểm tra lỗi, có thể là không không dùng được cái chức năng kiểm tra lỗi, bởi vì cái chỗ này này, cái nút này nhé. Đây, chúng ta phải xem cái nút này này. Cái nút này nhé. Đây này, cái nút này này. Mình phải ấn vào đấy. Option nhé. Đúng không? Chúng ta phải ấn vào đây. Option này. Và chúng ta phải enable này, lần trước cũng có nói rồi nhưng mà không nhấn mạnh, thành ra tôi tưởng là Nguyệt vẫn nhớ rồi. Nhưng mà phải ấn enable cái zip content này thì bắt đầu mới dùng được cái chức năng kiểm tra nhé. Đây tôi làm lại này. Bây giờ ví dụ nhé, nếu mà cái chức năng này mà khi mà chúng ta vẫn vẫn chưa mở cái enable này thì chúng ta thấy là nó vẫn còn cái dòng này security warning này, và lúc đó khi mà dùng cái chức năng kiểm tra nó sẽ không được. Đây thí dụ ấn kiểm tra đây chẳng hạn, thì ấn vào đây nó không hề chạy gì cả, đúng không? Đây ấn double click vào đây, tức là mình click đúp với đúp, click đúp nhé. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa mở cái chức năng enable này nhé thì nó không chạy được, và nếu mà muốn mở thì chúng ta phải enable ở đây này, ấn ok này. Bây giờ chúng ta mới chạy này, chức năng kiểm tra ta chạy lại nhé, điều kiện kiểm tra này, và chúng ta bây giờ kiểm tra nhé. Ví dụ ấn vào đây là nó mới chạy này, ví dụ như thế. Đây tỉnh Sơn La này, Quảng Ngãi gì đó, thì nó những cái bản ghi này nó không thỏa mãn cái điều kiện gì thì tôi đã nói rồi, nó ở đây này, F4, F5 lớn hơn F4, đúng không? Đây là những cái bản ghi không thỏa mãn cái điều kiện, gọi là tức là nó bị cái lỗi đó nhá, F5 lại lớn hơn F4, được chưa? Đấy là vấn đề về kiểm tra số liệu nhá. Đúng không nào? Không biết là cái này đã ghi chưa đây. Đúng rồi. À, đấy là về kiểm tra số liệu. Thí dụ là F11 lớn hơn F10 có nghĩa là gì? F11 là nữ lớn hơn tổng số này trong cái số tử vong này, tôi ấn thử vào đây, nếu bây giờ nó chạy chứ. Đây, double click này. Đấy, nó chạy rồi. Thì rất nhiều bản ghi là không thỏa mãn tức là nhiều lỗi về cái bản ghi bị lỗi này nhé. Đấy là về phần kiểm tra số liệu toàn bộ cái tỉnh Bình Định. Bình Định là có vấn đề, bởi vì cái này nó bị có lẽ là mẫu nó bị sai như hôm trước tôi đã nói rồi. Cái video video hôm trước rồi, mẫu của Bình Định có thể nó sai. Rồi một cái tỉnh Kon Tum gì đó nữa. Đó, đấy là những cái đấy là nói về cái kiểm tra thì là như vậy nhé. Và thứ hai là nói về bây giờ mình muốn xem tỉnh nào có báo cáo, đúng không? Tỉnh đã nhập thì ta ấn vào đây, bây giờ đóng cái này lại nhé. Tôi mới thêm cái phần mềm này, mới thêm cái chức năng năng kiểm tra các cái tỉnh đã nhập vào. Thí dụ mình ấn vào đây. Đây, thí dụ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa này thì là chưa nhập đâu, nhưng mà có một bản ghi thôi. Đây là số các cái bản ghi ở trong đấy. Thí dụ cái này có một bản ghi, tức là chắc là hai cái này nó linh tinh thôi, thì chúng ta phải xem lại và xóa đi nhé, xóa hai cái bản ghi này đi. Thế còn lại chúng ta tổng cộng mới có 29 tỉnh, mà trừ đi hai cái tỉnh vừa rồi là còn có 27 tỉnh mới vào thôi nhé. 27 tỉnh mới vào, mà trong đó là ban đầu đã có 15 tỉnh rồi. Thì tóm lại là Nguyệt trong mấy tuần mới chỉ làm nhập được có 10 tỉnh thôi. Không hiểu sao tiến độ rất là chậm nhé. Đây. Thế muốn muốn xóa hai cái tỉnh này đi. Và hai cái tỉnh này thì mình phải xóa đi, và mình đây là chúng ta tổng cộng có 29 tỉnh mà trong đó phải xóa đi là còn 27 này, trừ đi 15 tỉnh đã vào thì là Nguyệt chỉ mới làm có khoảng 12 tỉnh thôi. Và cái tỉnh Hậu Giang này còn hình như còn đang làm dở, bởi vì mới có 89 bản ghi thôi. Nhá. Và đấy, thứ nhất là nói về, và bây giờ chúng ta làm sao xóa cái tỉnh thành phố tỉnh Thanh Hóa và Đà Nẵng này đi, thì mình xóa như nào? Thì chúng ta vào cái tỉnh này nhé, Đà Nẵng đó, Thanh Hóa và Đà Nẵng nhé. Thanh Hóa đây chẳng hạn, đây, chúng ta ấn vào đây, đúng không? Tỉnh Thanh Hóa, thế mình xóa cái này đi, delete record, yes. Thế là xong, coi như tỉnh Thanh Hóa sạch sẽ rồi, chúng ta có thể vào mới, và lúc đấy là Thanh Hóa và Đà Nẵng phải không?
Đà Nẵng đâu? Và chúng ta làm Đà Nẵng này, Quảng Nam, Đà Nẵng, chúng ta thử ấn vào đây xem nào. Đúng rồi, nó cũng có một một cái bản ghi rỗng này, chúng ta cũng xóa đi và để tí nữa để chúng ta làm lại từ đầu. Và chúng ta ấn vào đây là delete. Đây, ví dụ chúng ta muốn xóa bản ghi nào thì chúng ta có thể ấn chuột phải lên và chúng ta ấn delete thôi. Nó hỏi thì mình ấn yes. Như thế là bây giờ chúng ta nếu mà có chạy lại cái tỉnh đã nhập này thì chúng ta sẽ thấy nó hai cái tỉnh vừa rồi đã bị mất đi rồi. Thứ nhất là bây giờ chúng ta chỉ còn 27 tỉnh, trong khi đó một cái tỉnh tỉnh trên cùng là tỉnh Hậu Giang này là chắc là đang làm dở, mới có 89 bản ghi, và tỉnh Bắc Cạn sao có 187. Thường thường nó phải có những cái tỉnh có 300 mười mấy cái bệnh cơ, mà đây những cái tỉnh này sao có lại có những cái tỉnh ít thế nhỉ, một có mới 89 bệnh này này. Đây là 187 bệnh, 260, 262 vân vân. Thì những cái tỉnh nào ít quá chúng ta phải kiểm tra lại nhé. Có lẽ tỉnh này đang làm dở. Và ta tại sao tỉnh Bắc Cạn lại cũng có rất ít ít bệnh thế này. Đấy là vấn đề về số liệu nhé. Thế còn cái gì nữa nhỉ? Chỉ có vậy thôi. Thế còn mấy cái tỉnh, thí dụ như tỉnh Bình Định và tỉnh Kon Tum thì Nguyệt xem như thế nào làm lại hộ. Tại vì nó rất là sai rất nhiều, bởi vì những cái tỉnh đấy nhập từ Excel rồi và bị sai rất nhiều. Và có thể nếu không thì đầu tiên là Nguyệt cứ làm hết tất cả các bệnh tật đi, hết tất cả các tỉnh đi, và sau đó sẽ cùng cùng với nhau để mà kiểm tra lại số liệu và cố gắng cái nhập hết các cái số liệu trong tuần này nhé. Bởi vì bắt đầu là cũng gấp gáp rồi và mọi người cũng bắt đầu giục về cái việc này rồi nhé. Còn cái việc gì nói nữa không nhỉ? Có lẽ chỉ vậy thôi nhé. So, thank you very much for watching and see you next time.